Xin kính chào quý anh chị cùng các bạn. Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại phương Nam Uông Bí, Quảng Ninh. Và trong cái buổi chiều ngày hôm nay thì chợ ô tô cũ Quảng Ninh lại lên sóng đăng bán một mẫu xe, đó là chiếc Forerunner Wildtrak bản 3.2 sản xuất năm 2017, màu trắng, biển Quảng Ninh. Và chợ ô tô cũ Quảng Ninh hiện nay cũng còn khoảng hơn chục cái mẫu xe để quý anh chị các bạn lựa chọn. Nếu quý anh chị các bạn quan tâm thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại 0965 951 955. Và quý anh chị các bạn mới xem video lần đầu thì hãy bấm nút đăng ký để ủng hộ cho chợ ô tô cũ Quảng Ninh, đồng thời cũng cập nhật luôn được tất cả các cái mẫu xe cũng như là cái giá xe mà chợ ô tô cũ Quảng Ninh đang bán hàng ngày. Đây là chiếc Forerunner Wildtrak được mệnh danh là vua bán tải. Trang bị động cơ 3.2 số tự động 2 cầu. Con này thì lên rất là nhiều đồ rồi. Đây quý anh chị các bạn có thể thấy rằng là cái bộ đèn của xe này, từ cái đèn hậu này là lên đèn rất là đẹp, rất là xịn sò. Con này thì nguyên nói chung là sơn xi máy móc là gầm bệ là nguyên bản rất đẹp. La răng khoay màu trắng. Đây cái phần đầu xe này là ta có thể nhận thấy là đã được trang bị đèn gầm là đèn bi. Đấy, đèn xi nhan thì là cái đèn đuổi rồi, rất là đẹp. Thế và các cặp đèn pha là cái đèn 3 bi, đèn rất là mới, nó có cái giải led và nó là cực kỳ đẹp. Và cái dòng Wildtrak 3.2 này thì hiện nay nó không còn sản xuất nữa, nhưng mà trên thị trường thì nó vẫn không hết hot, bởi vì là ai mà đã được sở hữu, đã được chạy những cái dòng 3.2 này thì phải nói là 3.2 này chạy nó rất là thích, cái cảm giác lái của nó phải nói là tuyệt vời. Với cái con Wildtrak này thì hầu hết là còn rất là đẹp, chúng ta có thể nhìn thấy này, các cái đường lắp ghép này thì còn rất là kín kít, cái lắp cabo cũng như là cái tai của xe, cái cọp tai còn căng đét. Động cơ 3.2 máy dầu số tự động 6 cấp, có xi nhan tích hợp ở trên gương, các cái đường gân dập nổi ở trên cabo này cực kỳ đẹp. Vâng, và Đức Trung cũng công bố luôn cái giá bán. Vâng, chợ ô tô cũ Quảng Ninh đang chào bán cái mẫu xe trên với giá là 799 triệu đồng. Giá trên thì vẫn còn thương lượng một chút nữa khi quý anh chị các bạn xem xe trực tiếp. Phía trước thì được trang bị 4 cái cảm biến. 4 cái cảm biến để cảnh báo va chạm. Thế và nó có radar nhé. Đây là cái radar, nó sẽ nằm ở trong cái sau cái miếng nhựa này. Nó vừa giới hạn tốc độ lim và nó còn rất nhiều cái tác dụng, người ta sẽ tìm hiểu dần dần. Lốp lát thì còn mới cả dàn, là dàn phanh. Trời nó tối rồi, Đức Trung bật cái đèn lên để anh em ngó nghiêng cái phần gầm, cái gầm sơn zin nguyên bản, đẹp cực đẹp. Đăng kiểm dài đến tận tháng 7 năm 2022. Các cái mã kính này là 27 hết. Zin 100%, keo chỉ zin. Xe đẹp, không lỗi nhỏ. Đây cái bộ ghế da pha lỉ. Cái lỉ của nó còn rất là tươi. Đây, sàn 3D. Đây tắp lô. Màn hình sinh 3, điều hòa auto hai vùng độc lập, hộp tì tay, củ số phanh tay, vô lăng 4 chấu, trần lỉ nguyên bản. Con này nó có 6 túi khí, có rất nhiều chức năng, lát nữa ta sẽ tìm hiểu. Đấy, Đức Trung quay chi tiết để quý anh chị các bạn xem và đánh giá về chất lượng xe.
những cái dòng xe mà nó đẹp như này rất là hiếm. Ngay như bên mua bán chuyên nghiệp như bên chợ Tổng Quốc Quảng Ninh thì cũng thỉnh thoảng mới mua được cái con nó chất như vậy. Hàng ghế phía sau còn rất là mới, rất là đẹp. Đây cái bộ dụng cụ đồ nghề nguyên bản theo xe. Còn các cái phần lỉ lót sàn cũng như là cái tựa ghế này, tựa lưng rất là mới, nhưng ốc ác này mới tinh hết. Nên tất cả các cái mã kính này đều 27 hết. Thanh thể thao nguyên bản theo xe. Bên cái quả lốp cũng như là cái phần la răng của đằng sau cái phụ đây. Sắt xi gầm bệ của xe. Xịn sò 100%. Xe quá đẹp. Và cái cản sau thì cũng được trang bị 4 cảm biến cảnh báo va chạm. Đồng thời là nó có cả camera nguyên bản này. Đây cái camera nguyên bản theo xe. Cái cản sau còn rất đẹp luôn, chưa có một cái vết chảy xước. Lốp dự phòng còn rất là dày, rất là mới. Gầm bệ của xe. Đấy, và cái bừng sau của xe thì cũng được trang bị thêm một cái ti thủy lực để nó tránh cái lực va đập đột ngột. Con này nó không chở đồ cho nên là cái lót thùng của nó còn rất là mới, không có một cái vết chảy xước hay là vết biến dạng do nó có cái sự va đập. Và keo chỉ zin 100%, cái đinh bấm của cột sau lòng sơn nguyên bản. Sơn zin của nó còn phải đến 99%. Cam kết là sơn zin còn rất là nhiều, rất là đẹp. Các cái bậc bước ở ốp chống xước hết, bậc bước to bản. Cái rìa của bậc bước cũng không bị chảy xước. Chủ xe nó lái cẩn thận. Cho nên là xe còn khá là đẹp. Cái keo chỉ cánh sau ở bên lái. Tất cả cái mã kính zin hết. Và các cái kính của xe này được dán phim cách nhiệt vừa chống ồn. Các cái tay móc khóa này có khóa trên cánh cửa. Con này nó có đèn pha tự động. Đấy. Khi mà đi xe ngược chiều nó tự động nó xuống cốt, không bị chói mắt như những người đi ngược chiều. Thế điều hòa auto hai vùng độc lập. Có hai cổng USB, hai cổng sạc 12V. Thế và đây nó có hai cầu điện 2H, 4H và 4L. Thế và nó có chống trơn trượt, có khóa vi da cầu sau, có hỗ trợ đổ đè. Ngoài ra đây trên đây thì nó còn có cảnh báo lệch làn đấy, ta có thể nhìn thấy cái lệch làn đấy nó hai cái vạch ở bên hai cái ô tô đấy, hai cái vạch hai bên. Rất là hay. Để có giới hạn tốc độ lim, để có ga tự động. Bên này thì có ra lệnh bằng giọng nói và điều khiển cái âm lượng lách bài. Cái dòng này thì nó trang bị lái điện, chạy nó vô cùng là nhẹ nhàng. Cái độ an toàn của nó thì phải nói là vô cùng cao. Có 6 túi khí, túi khí ở vai ghế, túi khí ở trên phím còi, có túi khí ở trên cột. Trang bị cái hệ thống phanh ABS, có phần bổ lực phanh, phanh khẩn cấp. Rồi sau đây Đức Trung sẽ quay cái khoang động cơ để quý anh chị các bạn cũng xem luôn. Và một cái phần quan trọng nhất trong chiếc xe là cái phần động cơ. Các
Và đây là khoang động cơ của chiếc Forerunner Wildtrak bản 3.2, số tự động 2 cầu. Đây cái bình nước phụ đây. Máy đang hoạt động, máy nổ rất là êm, rất là chắc. Cái dòng 3.2 này thì máy của nó nổ rất là to. Nhưng mà máy dầu mà. Nhưng mà khi mà đóng cái lắp cabo này xuống thì tiếng ồn nó giảm đi rất là nhiều. Đấy, động cơ 3.2 5 xi lanh thẳng hàng, có turbo để phun dầu điện tử. Vô cùng khỏe. Cabo này zin hết 100%. Keo chỉ cũng như là toàn bộ các cái chi tiết phần đinh bấm. Cái hệ thống lắp cabo từ cái móc cho đến các cái hệ thống gioăng keo là nguyên bản hết. Cam kết là xe không lỗi nhỏ. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong khoảng 10 phút vừa qua thì Đức Trung đã giới thiệu chi tiết tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe Forerunner bản Wildtrak, trang bị động cơ dầu 3.2 số tự động 2 cầu. Và cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 799 triệu đồng. Vâng, bao rút hồ sơ cho quý anh chị cùng các bạn. Và Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các cái video lần sau.